VFF lên tiếng về bản hợp đồng với Josieur, chính thức có quyết định sa thải, người hâm mộ vỡ òa. Kính thưa quý vị và các bạn, trong một diễn biến mới nhất và được chờ đợi từ lâu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã quyết định về tương lai của huấn luyện viên Philippe Josieur tại vị trí thuyền trưởng của đội tuyển quốc gia. Sau chuỗi thành tích không như mong đợi, đặc biệt là kết quả tại giải Asian Cup 2023. Theo thông tin nội bộ tiết lộ, VFF sẽ không tiếp tục hợp tác với vị chiến lược gia người Pháp Quyết định này được đưa ra sau nhiều cuộc họp và thảo luận căng thẳng. Trong đó, VFF đã cân nhắc kỹ lưỡng tất cả các yếu tố từ phong độ của đội tuyển, ý kiến của người hâm mộ đến các chiến lược và mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam. Mặc dù bản hợp đồng giữa VFF và huấn luyện viên Châu Xưa có thời hạn đến ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhưng những kết quả không như kỳ vọng đã buộc cả hai bên phải xem xét lại mối quan hệ hợp tác. Lãnh đạo VFF tiết lộ, VFF trân trọng những đóng góp của huấn luyện viên Philippe Troussier cho bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Tuy nhiên, với mục tiêu phát triển bóng đá quốc gia một cách bền vững và dài hạn, VFF cần những thay đổi để thích nghi với những thách thức mới. Quyết định sa thải huấn luyện viên Troussier được đưa ra sau nhiều suy tính và thảo luận và VFF tin rằng đây là hướng đi đúng đắn cho cả đội tuyển lẫn tương lai của bóng đá nước nhà. Dù sa thải, VFF cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng và đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ. Liên đoàn cũng bày tỏ sự mong muốn tìm kiếm một người kế nhiệm xứng đáng, có tầm nhìn và chiến lược rõ ràng để đưa bóng đá Việt Nam tiến xa hơn trên trường quốc tế. Nếu xét về trách nhiệm cho những thất bại thì trước hết ông Philippe Troussier, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam phải là người đầu tiên chịu trách nhiệm. Việc đội tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam trước đó thiếu quân do nhiều nguyên nhân là điều đã được nhận thấy và sau những lựa chọn con người trong các đội tuyển hiện tại do chính ông, vị huấn luyện viên người Pháp chọn lựa cho chiến thuật của mình. Có thể nói rằng một trong những nguyên nhân chính của thất bại hiện tại đến từ huấn luyện viên Châu Cier, phù thủy trắng đang sử dụng con người một cách chưa hợp lý, hay nói cách khác là đang phần nào đó lãng phí nguồn nhân lực có sẵn. Kể từ trước và sau khi đội tuyển Việt Nam kết thúc hành trình ở Asian Cup 2023 đã có nhiều ý kiến tranh cãi liệu huấn luyện viên Châu Cier có thực sự đúng đắn khi mong muốn nhiều cầu thủ chơi ở vị trí không phải sở trường của mình. Phải thừa nhận những thử nghiệm của ông cho đến nay chưa thể hiện được sự khác biệt, thậm chí độ hiệu quả còn không cao bằng khi những cầu thủ đó thi đấu ở vị trí sở trường trường hợp gây tranh cãi đầu tiên là việc hoàng đức tiền vệ được xem là xuất sắc nhất của bóng đá việt nam trong những năm qua luôn được huấn luyện viên châu xia thử nghiệm ở vị trí tiền đạo cắm trong nhiều trận giao hữu của đội tuyển việt nam kết quả là tiền vệ của đội thể công viettel không thể thích nghi được với vai trò mới nên đã bị huấn luyện viên châu xia cất luôn trên băng ghế dự bị với lý do không thích nghi về chiến thuật huấn luyện viên châu xia đã phải cân nhắc rất kỹ càng nguyên nhân có thể đến từ việc các tiền đạo của đội tuyển việt nam không có phong độ tốt. Cũng có thể vị huấn luyện viên người Pháp muốn tìm ra những nhân tố mới cho đội tuyển. Hoàng Đức không chỉ có thể hình lý tưởng mà còn là mẫu cầu thủ có khả năng kiến tạo hoặc tự làm tự ăn. Văn Trường cũng đã từng được huấn luyện viên Châu Sia xếp đá tiền đạo cắm như Hoàng Đức, mặc cho vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm. Cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội cũng không thể đáp ứng được những yêu cầu cần thiết ở vị trí của một trung phong. Trước đó, hậu vệ Phan Tuấn Tài được ông Châu Sia sử dụng ở vị trí trung vệ lệch trái. Tuy nhiên, từ thời huấn luyện viên Park Hang-seo cho đến khi được đôn lên đội một thể công Việt theo, Tuấn Tài luôn được đảo ở vị trí hậu vệ cánh trái. Với việc đã ở vị trí trung vệ lệch trái, dưới thời huấn luyện viên Châu Sier, Tuấn Tài mắc khá nhiều sai sót trong khâu phòng ngự, dẫn đến đội nhà gặp bất lợi. Hậu vệ sinh năm 2001 luôn tỏ ra thất thế trong những tình huống tranh chấp. Ngoài ra, khả năng phán đoán chọn vị trí của cầu thủ này cũng không tốt. Điển hình trong trận gặp Iraq ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, Phan Tuấn Tài đã không kịp theo kịp tiền đạo đối phương vì không đủ thể lực, khiến đội tuyển Việt Nam nhận bàn thua ở phút cuối. Gặp lại Iraq ở Asian Cup 2023 vì gặp bất lợi với thể hình khi chơi ở vị trí trung vệ. Với chiều cao 1m74 nên Tuấn Tài luôn bị tiền đạo Aman Hussein cao đến 1m89 làm khổ ở những pha không chiến. Trong khi đó, Phan Tuấn Tài không mạnh về kỹ năng phòng ngự, đã ở hàng thủ ba người, đòi hỏi các trung vệ phải có kỹ năng đấu tay đôi, đeo bám, kèm người tốt, thậm chí không chiến hiệu quả cho những pha bóng bổng của đối thủ. Đây chưa phải điểm nổi bật của cầu thủ thuộc biên chế Viettel. Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua kỳ Asian Cup thất vọng nhất trong lịch sử khi lần đầu tiên bị loại sớm sau 3 trận toàn thua. Dù đôi lúc đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Chosier đã có những màn trình diễn đáng ghi nhận trước Nhật Bản hay Iraq. Nhưng nhìn tổng thể thì chúng ta vẫn còn quá nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Một trong những yếu tố gây khó hiểu nhất chính là việc sử dụng nhân sự của vị phu thủy trắng khi ông tiếp tục bỏ qua nhiều cầu thủ trụ cột và kiên trì với tham vọng cải tổ gây tranh cãi tại Asian Cup vừa qua nhiều cầu thủ trụ cột đang có phong độ cao tiếp tục đóng vai trò phụ. Đặc biệt, Hùng Dũng ở trận đấu quan trọng nhất gặp Indonesia không được sử dụng một phút nào. Trong khi đó, những Vũ Văn Thanh, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Văn Toàn chỉ được vào sân trong một số thời điểm, thường là cuối trận. Hồ Tấn Tài thậm chí còn không được tận hưởng cảm giác thi đấu tại ngày hội bóng đá châu Á. Cần phải nhắc lại rằng, trong trận đấu với Nhật Bản, Hùng Dũng chính là người kiến tạo cho đình trọng bàn thắng, đồng thời giúp tuyến giữa Việt Nam thi đấu ngang ngửa với đội tuyển số 1 châu Á. Tuy nhiên ở cuộc chạm trán với Indonesia, tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội phải ngồi dự bị. Huấn luyện viên Châu Siêu khẳng định trước trận rằng gặp Indonesia là để khẳng định vị thế. Chắc hẳn ông đã nghĩ rằng hàng tiền vệ Indonesia dễ kiểm soát hơn Nhật Bản và Thái Sơn cùng Tuấn Anh là đủ. Còn Quang Hải được sử dụng với xu hướng tấn công nhiều hơn, nhưng phép thử Quang Hải đã thất bại hoàn toàn. Đội tuyển Việt Nam đã phải trải qua một hiệp đấu lép vế hoàn toàn khi tuyến giữa không cầm được bóng và thiếu hẳn một cầu thủ có khả năng pressing chuyển trạng thái. Khi Quang Hải được rút ra khỏi sân ở phút 72, khá nhiều người đã nghĩ rằng Hùng Dũng sẽ được tung vào. Thực tế trước đó ống kính truyền hình đã cho thấy tiền vệ này đã mặc áo đấu và khởi động. Nhưng rốt cuộc người vào thay Quang Hải lại là Văn Toàn. Và ở hai sự thay đổi còn lại, ông Châu Sư tiếp tục ngó lơ Hùng Dũng khi đưa Văn Trường và Vũ Văn Thành vào sân. Mới đây, trong thời điểm chuẩn bị rời Qatar về nước, huấn luyện viên Châu Sư cũng đã có cuộc nói chuyện với Hồ Tấn Tài, đội trưởng câu lạc bộ Công an Hà Nội, nhà vô địch V-League 2023 và yêu cầu anh ở vị trí nào, nhiệm vụ nào, cậu cũng cố gắng thực hiện tốt vì điều kiện khách quan về thời gian chuẩn bị cho giải đấu mà tôi chưa thể trao cho cậu. Cậu có thể lựa chọn cân nhắc vị trí sao cho phù hợp như tiền vệ trung tâm hay trung vệ lệch phải. Trước đó, Tấn Tài là trụ cột của đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, là một trong những hậu vệ ghi bàn đều đặn nhất. Tuy nhiên, ở đội tuyển hiện nay, vị trí hậu vệ cánh phải được giao cho Xuân Mạnh và Văn Thành trong các trận đấu giao hữu thử nghiệm đội hình. Tấn Tài đã ở vị trí trung vệ lệch phải, song tại Asian Cup anh không được huấn luyện viên Châu Siêu sử dụng. Lời đề nghị của huấn luyện viên Châu Siêu nói với Tấn Tài được nhiều người cho là thiếu hợp lý bởi vì cầu thủ ai cũng muốn thi đấu tốt ở mọi vị trí trên sân. Nhưng sân bóng chỉ có 11 người, mỗi người một nhiệm vụ tùy theo năng lực của bản thân. Nếu bảo Tấn Tài cân nhắc các vị trí thì không khác nào đánh đố anh cả. Không có sự so sánh nào là chính xác tuyệt đối, nhất là chỉ lấy thành tích qua một giải đấu. Nhưng có những dữ liệu có thể chứng minh được thành công của huấn luyện viên Masatada ishi và khó khăn của huấn luyện viên Felipe Chosier ông thầy người Nhật ngồi ghế nóng đội tuyển Thái Lan mới được 2 tháng, còn Phu thủy trắng đã ngồi ghế nóng của đội tuyển Việt Nam được 11 tháng. Thái Lan trước khi ông lên nắm quyền nằm ngoài top 100 khá xa, trong khi Việt Nam hạng 95, nhưng nay thì hai nền bóng đá có thể sẽ đổi chỗ cho nhau sau khi kết thúc Asian Cup. Ngày mùng 1 tháng 3 năm 2023, VFF ký hợp đồng với huấn luyện viên Philippe, bản hợp đồng có thời hạn đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Đây là bản hợp đồng mang tính lịch sử khi bóng đá Việt Nam ký có thời hạn khá dài với một huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Đến tháng 11 năm 2023, Thái Lan ký hợp đồng với huấn luyện viên Masatada Ishii theo truyền thông xứ chùa vàng, thời hạn chỉ 3 tháng, tức là khi Cup 2023 khép lại rồi tính tiếp. Hai cách thức ký hợp đồng ngắn hạn và dài hạn cho thấy những mục tiêu khác nhau của hai nền bóng đá. Nhưng cả huấn luyện viên EC lẫn Chelsea đều có những áp lực chung đó là lấy lại ánh hào quang và nâng tầm bóng đá của đội tuyển quốc gia họ dẫn dắt. Ở đó, nhà cầm quân người Pháp có đôi chút lợi thế khi làm việc cùng các học trò khoảng 10 tháng trước khi dự Asian Cup 2023. Con số này với huấn luyện viên người Nhật Bản chỉ 2 tháng trước khi đến Qatar. Cả hai cùng có những điểm chung hết sức ngẫu nhiên, họ cùng làm việc ở xứ bản địa trong vòng 5 đến 6 năm. Huấn luyện viên EC chỉ dẫn dắt các câu lạc bộ, còn huấn luyện viên Châu đã từng nắm U19 Việt Nam. Họ cùng gặp những khó khăn về lực lượng do chấn thương, cả Việt Nam lẫn Thái Lan có khởi đầu không tốt. Những chiến binh sao vàng thua Pakistan 1-2, còn Thái Lan thảm bại 0-5 trước Nhật Bản cả hai cùng rơi vào bảng đấu với những đối thủ có mức độ như nhau, từ đẳng cấp vượt trội là Nhật Bản và Ả Rập Xê Út, cao hơn là Iraq và Oman, cho đến đồng cân đồng lạng là Indonesia và Kyrgyzstan. Ở ba trận vòng bảng, huấn luyện viên Châu sử dụng ba đội hình khác nhau. Ông vẫn chưa định hình bộ khung ổn định. Nhà cầm quân người Pháp có xu hướng trao cơ hội ra sân cho các cầu thủ trẻ hay tân binh. Một số gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Đỗ Duy Mạnh, Vũ Văn Thành, Văn Toàn có số phút thi đấu ít, Hồ Tấn Tài thậm chí còn không có cơ hội thi đấu huấn luyện viên EC đóng khung đội hình với nền tảng là các trụ cột trước đây của huấn luyện viên Mano Polking. Trong đó thần đồng Sufanat Muenta là cầu thủ duy nhất thuộc lứa U23 đá chính. Đáng nói, sau hai trận đấu đầu tiên có suất vào vòng 1/8 đến chạm trán Ả Rập Xê Út, Thái Lan thay đổi toàn bộ đội hình. 11 cầu thủ đá chính, 11 cầu thủ thuộc kép phụ vẫn cầm hòa đội bóng Tây Á hùng mạnh với không bàn thắng. Thái Lan sở hữu hàng thủ vững chắc, không để lọt lưới bàn nào. Họ cùng Qatar là hai đội giữ sạch lưới. Việt Nam thủ lọt lưới đến 8 bàn cùng Malaysia bị thua nhiều bàn nhất ở vòng bảng hệ quả tất yếu Việt Nam bị loại ngay vòng bảng, Thái Lan giành vé vào vòng 1/8 hết sức thuyết phục. Cả hai huấn luyện viên cũng đều phải đối mặt với khó khăn về mặt nhân sự. Huấn luyện viên Châu Siêu không có sự phục vụ của Quế Ngọc Hải, Tiến Linh, còn về phía huấn luyện viên EC, ông cũng mất đi Chanathip và đang đa vì chấn thương. Nhưng trí lực của người Nhật Bản lại cho thấy sự ứng biến cao hơn so với người đồng nghiệp bên phía đội tuyển Việt Nam. Những phương án thay thế được ông lựa chọn tỏ ra rất hiệu quả. Trong khi đó, việc các trụ cột vắng mặt đã khiến đội tuyển Việt Nam lộ ra rất nhiều điểm yếu. Việc thất bại của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Troussier đang gây nên nhiều tranh cãi, từ người hâm mộ. Ai là người phải chịu trách nhiệm từ thất bại hay thành công không thể do một người quyết định, nhưng cũng cần phải có những nhìn nhận thẳng thắn để bóng đá Việt Nam sớm quay lại quỹ đạo thành công. Quan trọng nhất, bản thân huấn luyện viên người Pháp cũng cần phải sớm tìm ra biện pháp để cải thiện tình hình hiện tại. Nếu lấy lý do đội tuyển Việt Nam thiếu vắng nhiều nhân tố quan trọng trước giải đấu để giải thích cho việc lựa chọn nhiều cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Troussier thì không được hợp lý cho lắm bởi theo cách dùng người của chiến lược gia người Pháp như vừa qua thì ngay cả khi góp mặt những trụ cột một thời cũng chưa chắc được sử dụng. Là người đứng mũi chịu sào, ông thầy sinh năm 1955 tất nhiên được toàn quyền quyết định nhân sự. Thế nhưng nó phải mang đến kết quả là những chiến thắng chứ không thể liên tục nhận kết quả kém thuyết phục như hiện tại. Huấn luyện viên Philippe Chosier giải thích với Hồ Tấn Tài rằng cầu thủ này cần lựa chọn một vị trí khác để phù hợp với cách chơi của ông hoặc việc không sử dụng Đỗ Hùng Dũng ở trận gặp Indonesia là do yêu cầu về chiến thuật tại vòng loại World Cup 2026. Hoàng Đức thậm chí còn bị cho rằng chưa đáp ứng được chuyên môn của chiến lược gia người Pháp. Đây đều là những lý do không thể thuyết phục chính các cầu thủ lẫn người hâm mộ bởi đẳng cấp của họ đã được chứng minh từ lâu, trong khi các nhân tố trẻ lại chưa thể đáp ứng được năng lực. Cần nhắc lại rằng những nhân tố bị huấn luyện viên Philippe Troussier phớt lờ trong thời gian qua vẫn đang ở độ tuổi sung sức nhất của sự nghiệp, đang có phong độ cao và đã chứng minh được năng lực tại đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ suốt những năm vừa qua. Vì vậy, đó quả thực là sự lãng phí lớn về nguồn nhân lực cho những chiến binh sao vàng. Đây là điều mà bản thân huấn luyện viên Châu Siêu cũng như Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cần phải xem lại. Chiến lược của VFF và huấn luyện viên Philippe Châu Sia là cải cách toàn diện đội tuyển Việt Nam với tham vọng nâng tầm những chiến binh sao vàng. Tuy vậy, điều quan trọng nhất là phong độ trong thời gian qua của đội tuyển quốc gia đang đi xuống trầm trọng các cầu thủ trẻ được sử dụng dù cho thấy sự tiến bộ nhưng vẫn chưa đủ đẳng cấp để thay thế bậc đàn anh mà sự thiếu kinh nghiệm dẫn đến hàng loạt sai lầm tại asian cup là ví dụ điển hình cái mà người hâm mộ và truyền thông muốn nhìn thấy là một đội tuyển việt nam giàu sức sống có sự đổi mới trên cơ sở kế thừa nền tảng đã gây dựng từ thời huấn luyện viên park hang seo huấn luyện viên châu siêu hoàn toàn có thể thử nghiệm các nhân tố mới nhưng những trụ cột vẫn phải là nòng cốt bởi các cầu thủ trẻ thì vẫn còn non kinh nghiệm họ rất cần những người đàn anh những người thủ lĩnh có mặt trên sân để làm điểm tựa về tâm lý thi đấu đó mới chính là điều cốt lõi để tạo ra một tập thể đủ sức chiến đấu chứ không phải kiểu đốt cháy giai đoạn như hiện tại tất nhiên huấn luyện viên châu xưa có cái lý của riêng mình nhưng những người được lựa chọn không phải ai cũng có thể đáp ứng được chiến thuật mà huấn luyện viên lão luyện người pháp đề ra cách chơi kiểm soát bóng đòi hỏi kỹ thuật cơ bản và thể lực cao khiến cho cầu thủ sẽ dễ hụt hơi hơn và lúng túng khi đối thủ áp sát asian cup chính là bài học quý giá để phù thủy trắng có thể cân nhắc và thực hiện những sự thay đổi trong các giải đấu sắp tới cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ chương trình của chúng tôi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại